Phượng chào tất cả quý bà con, cô bác và các bạn. Hôm nay Phượng đi xuống dưới đây chở anh Alex đi mua đồ. Thế lâu nay Phượng không có giúp anh Alex đi đâu, đi mua đồ hay là sắm đồ gì hết. Thì lần đầu tiên Phượng sẽ chở anh Alex đi mua đồ. Mà Phượng không biết là anh thích mua cái gì, thì coi như nếu mà trong cái tầm tay của Phượng thì Phượng sẽ giúp ảnh có những cái món đồ mà anh thích cho anh lựa chọn một chuyến. Phượng cũng rất là vui mừng, cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân, cộng đồng mạng đã xem cái chương trình Phượng Cali dưới xoay. Quay trở lại đây thì hôm nay Phượng làm một căn phòng cho anh Alex. Thank you. Hey. 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 Đi vậy? Mà lô đồ sợ mất hả? Mà Rin đi theo. Đi xem đây nè. Được bé đâu rồi? Cái trình đạt. À hả? Đi vô coi cái phone. Thấy phone phải không? Này Alex phái rồi phải không? Hả? Ồ, cái này có 100 mấy à nè. Cái của anh là 200 mấy. Kìa, yeah, đi lại kia coi anh đó lắm. Cái này có 100 mấy nè. Ồ, nhẹ quá không tốt rồi. Nhẹ quá không tốt hả? Nhẹ quá không tốt hả? Nè, nè, em mua anh là anh phải giữ kỹ nha, không không có cho người khác nha. Rồi mỗi mối em gọi em liên lạc được cho anh nha. Cái anh không giữ em kiếm anh không được đó nha. Thích không anh Alex? Thích hả? Đúng là chết với cái chiều của mày, cái từ này, cái là sau này đứng được. Quen chứ quá. Giờ tốt cho tôi. Giờ làm. Giờ làm. Dạ. Dạ dạ dạ, có gì em gọi lại cho anh. Dạ. Dạ dạ. Không biết đi đâu kiếm gì nữa.
Rồi lấy đó làm gì vậy? Hả? Lụm được cái dao vô nhà gọt cái cây. Đâu 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 đâu. Trời ơi. Đâu? Cái dao làm sao đâu? Gì mà khổ dữ vậy anh Alex? Trời ơi. Hả? Trời ơi. Ủa sao giòn dữ ha? Vậy khỏi có cái mũi không có trông không trông chứ mình sẽ được là à. Đâu vậy, đâu vậy. Mài luôn hả? Ai dạy anh mài dao hay vậy? Ai dạy anh mài dao hay vậy? Tại thấy người ta mài nghe bất cứ chưa tập theo anh lên lớp đây. Mấy bữa nay anh có tắm không? Chưa. Hả? À, 3 ngày rồi chưa tắm. Anh có tắm không? Sao thấy cái đầu anh dính đất không vậy? Ủa vậy hả? Ờ. Vậy là bụi. Bụi. Hả? Bụi. Sao cái đầu gì mà đất không vậy? Vậy à. Hả? Bao lâu rồi không tắm? Bao lâu không gội đầu? Mới mấy bữa hả? Mấy bữa gì cái đầu da đầu dính đất không mà nó vậy? Mấy bữa trời. Anh hè. Cầu quần dính đất không nè. Hả? Vậy á. Cái dục dao đó đi, giờ anh thích dao phải không? Ok, đi qua bên chợ mua cho anh cái dao. Đi. Quay. Đi. Dục đi. Cái gì vậy? Anh thích cái dao phải không? Cái dao để cắt đồ, cắt trái cây ăn phải không? Cái này có được. Đi. Đi, chợ gần đây nè. Anh nói đó, dục đi, dục vô thùng rác đi. Dục đi. Em dẫn anh qua bên chợ anh mua cái cho anh cái dao. Về cắt trái cây phải không? Không, cái dao đó không có gít đâu. Dừa lắm. Dừa, bỏ đi. Ha. Ôi, mày khỏi tốn tiền. Nè thôi, nè nói năng nỉ nghe lời đi mà. Tốn tiền nghe lời đi, bỏ đi. Em cho anh cái dao mới. Không? Trong thời gian mà mình đợi mình lấy cái điện thoại. Ha, nè nói không nghe lời, không mua. Đâu cái dao đâu rồi? Thôi không dám đâu, giả bộ không, giả bộ. Đây nè, cái túi không nè. Dục dụng cái đi, trời ơi, cái dao coi nè. Bỏ tốn tiền. Thôi tính tiền gì, đi theo em qua đây mua cho cái dao mới. Trời ơi. Để tiền mua cái cây ăn. Đi qua đây mua cho. Tội không đi mài chi cái dao thấy ghê vậy. Hả? Dao xét không ăn bệnh chết. Qua đây chợ đây nè anh, bệnh chết. Nè đi theo em đây nè, chưa có đâu. Ở nhà. Rồi bây giờ Phượng làm xong cho anh La Lách cái phone rồi nè. Đó. Quá đã luôn. Cái đòi ăn khao đây nữa trời. La Lách.
Vì cái đó Alex làm được hết, tại dân hai thét mà. Bây giờ xong xuôi cái phone rồi nha anh Alex. Okay. Anh phải giữ gìn cái phone giùm em nha, không có làm mất nha. Chừng nào không xài đưa lại cho em nha, để em cho người khác nha. Còn cái này cái hộp nè, nó cái sim cái hộp cho anh nè. Rồi đi, số em. Cái này của ai vậy? Rồi lưu số vô trời. Lưu vô đi, biết lưu không? Ủa? Ảnh dân Apple RAM mà không. Trời, dân Apple bây giờ không biết đường lâu. Quên hả? Quên hả? Bao lâu rồi? Anh Alex? Lâu lắm rồi. Vậy hả? Bao lâu? 9 năm. 9 năm? Hả? Hả? À, chưa được. Trả bill thì mình đợi Metro mình trả anh. À đúng rồi. Anh đã nhìn em nè. Thank you. Đó. Anh nói chuyện ai vậy? Anh nói gì? Có con vui rồi nói chuyện mình luôn trời. Đi. Có con vui nói chuyện mình luôn hả? Mua cái thùng nước rồi mua nước luôn hả? Rồi anh thấy đi. Cái đầu mua nó mới chưa phải không? Mua nó mới chưa phải không? Là mix the mom từ đây ha. Khỏi mất công mua này thì em muốn mua gạo thì đi mua gạo. Cái chỗ đấy chút quét dòng vô đó. Hả? Có nào ha? Bữa nãy đấy. Để mua tôm trước xong ra trước mua gạo. Rồi mua bao gạo nữa phải không? Anh có nồi không anh Alex? Anh có nồi không? Gạo nó dở. Ba cô gái đâu? Nè, bao bự dữ vậy? Bao này ăn năm chưa hết nữa. Bên này nhỏ hơn nào phải không? Bướm này cũng được rồi. Dạ, bướm được. Nha. Hả? Cái này đi. Dạ. Không có cái cô gái nữa.
nông dân mà. Ờ, có đùa chứ. Đùa đâu, không ăn đùa. Thôi, ăn mũi ngon, không nhiều mũi vậy mà. Dạ. Một trăm ba mươi ba đồng. Ở đây đi chợ, mỗi lần đi chợ là mua có một món đồ ăn thôi, một trăm mấy chục đồng rồi, cũng không có rẻ. Nếu mà mình đi ở cái chợ mà Maxim á là được giảm 20% là cỡ còn 800 mốt. Và đây nãy mua cái điện thoại ở gần đây á, quận ghé ở đây quận mua luôn, chứ lợi khi chỗ chị Linh mua được bớt khoảng 30 đồng, chứ còn khoảng 100 đồng thôi. Rồi xách đồ ăn ra đi em. Nấu canh chua phải không? You be a chef. Xách ra hết đi. Rau gạo này chắc ăn năm quá.
thùng gì không, bỏ đá vô. Có bao giờ anh vô đây anh ăn lần nào chưa anh Alex? Canh bún hả? Chúng lại là đem dòng giò mỗi tuổi nó bắt được. Lâu lâu đi ăn vô đây ăn đổi món không? Hả? Chỉ mỗi lần gặp dạ, em tặng cho có coi video của chị gì đó thì tặng cho giống như 20 cuốn thấy chị làm rất là hay. Dạ. Bây giờ đang like á hả? Em ghi cho anh này ăn no lắc nè. Thì không biết mình coi cái video của chị nhưng mà thấy chị cũng nói là có nhiều người lấy cái video của chị rồi bỏ lên này kia nổi, mình thấy những người đó. Thôi, nói đúng ra thôi, mình không nói gì, nhưng mà thôi, chúc chị luôn thành công nha. Dạ, cảm ơn anh. Mình thấy cái chị làm á, mình không biết là cái tài khoản ở đâu mình có. Chị chở nguyên một xe, rồi ai thì cũng cho, chị cho, coi như là muốn cái gì thì lấy áo lạnh hay là đồ ăn hay là lò này kia nữa. Và nó điều kiện nào mà cái gì mình là để cho chị làm được như thế vậy? Thì anh có tiền cho em, gửi tiền đó. Ồ, không, có tiền người ta cho là một chuyện, nhưng mà điều mình á bỏ công dạ. Vô rừng vô rú không sợ thì đó, vô rừng mới gặp anh này nè. I know, nhưng mà wow. À, anh này mới từ nhiều lắm anh. Bây giờ con người mình ai cũng từ nhiều, không ai là không từ, đúng không? Dạ. Mình thấy khổ rồi mình phải thấy mình nhìn là mình thấy liền, thấy không? Che mặt che mũi nhưng mà mình để ý liền, thấy không? Nhìn dạ. Chỉ cặp mắt thôi. Cặp mắt mình rất là hay, mình nhìn cặp mắt là mình biết người đó là ai. Dầu cho 30 năm sau, 40 năm sau mình gặp mình vẫn biết người đó, nhưng người đó không biết mình. Anyway thôi. Dạ. Thank you chúc, anh. Chúc chị Phượng. Dạ. Luôn một nhà sức khỏe để làm những cái việc mà tốt dạ. Cho cộng đồng Việt Nam. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Ủa sai gì vậy? Chạy quá, hèn gì rồi mà không nổi. Ai, quá đây nè, bây giờ khách đông ở đây quá trời luôn á. Không, chạy quá hèn gì mà không nổi hả? Vậy. Cái này chín đó hả? Cái đó chín đó, cái đây chín đó. Rồi hai cái này là medium nè. Cái này của em. Rồi hai cái này là medium. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ăn đi em, ăn cho nóng. Chị chút xíu em gọi lại chị nha, tại em đang bận. Quá rồi, ngon quá. Bao lâu rồi chưa ăn anh Alex ơi? Hả? Chưa ăn cái này lần nào. Chưa ăn, ăn thử thôi. Ha. Thì mình ăn thử đi. Anh chủ bò né. Bò né, cái này ở trong nhà lòng chợ của Lai Anh ở đường Thu Lì. Bán bò né nè. Ăn sao anh? Ngon quá, ăn mà giờ còn chưa biết ăn sao nữa nè. Hôm nay anh chủ nhà hàng bò né tài trợ cho Phượng 3 phần ăn. Cảm ơn anh chủ nhà hàng bò né nhiều lắm. Nhà hàng bò né này tọa lạc ở San Jose, California, ở đường Thu Lì, chợ Lai Anh. Quý bà con cô bác mà nếu có ai mà đến chợ Lai Anh ở đường Thu Lì thì ghé nhà hàng bò né, ăn rất là ngon nè. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, bò thơm phức, đúng không anh? Ăn em ơi. Quý bà con cô bác, nếu mà anh Alex á, thật sự anh cũng rất là thích đi ăn. Nếu mà ai mà thương Alex á, thì tới chở anh Alex đi ra ngoài ăn, chứ không cần phải cho tiền quá nhiều. Cho tiền mấy lâu nay, cho tiền nhiều mà anh không có tiền, anh xài thế rồi nghĩ thôi giờ làm chuyện mà thực tế đi, dắt đi ăn, phải không? Dắt anh đi ăn đi cho thực tế, phải không? Thôi, this is it. Ăn đi anh. Ăn đi anh. Cái này là chà. Chà. Ngon không? Ngon là được rồi. Đầy. Mặt không vô ăn đắm đuối luôn rồi. Ngày, cười. Ngày ăn bữa thôi. Thấy không? Anh Phượng ngủ anh Alex ra ngoài này ăn bò né nè. Phượng rất là vui. Bò né sắp hết rồi mà anh chủ đi ra đây nói chuyện, cảm ơn anh nha. Thank you, you welcome. Dạ, cảm ơn anh ba phần. Dạ, đừng tới ghé thêm. Dạ. Đó, chừng chọn chừng chừng không à, đó. Để cho người ta biết mình nhớ mà lại về mình tu rồi. Thấy không? Có gặm lên chưa? Hả? Có gặm lên. Ăn cái này thấy sao? Hả? Ngon hả? Có bao giờ ăn món này chưa? Chưa hả? Lần đầu tiên ăn luôn á ha. Rồi món nhớ ở dưới suối mà có ai xuống lì xì kéo lên đây ăn nha. Ủng hộ phải không hả? No promise. Nếu có phương tiện. No promise tức là không hứa được. Không hứa được. Thôi vô làm đó nghe. Thôi vô làm bà né đó nghe. Dạ. Cái gì chừng tới ghé, cái gì chừng tới ra. Dạ, dạ. 3 giờ bắt đầu ghé đây đi. Dạ. Mình đãi anh em mình ăn chơi. Dạ. Làm mấy món khác đặc biệt chứ đâu mấy món này nữa. Cái này là để là bán cho khách. Mình làm mấy món khác. Em tưởng bữa nay bắt đêm. Ồ, mình làm lớp tờ Costco này nữa. Mình mua mấy cái đồ ngon hả? Dạ. Ừ. Cảm ơn anh. Kêu mời hai đứa con ra luôn. Dạ. Ok. Rồi ok vô làm cái nha. Dạ. Thơm ha anh ha. Hả? Được không? Hồi xưa ở Việt Nam có nước mía qua không anh? Có. Hả? Có hả? Nước mía này với nước mía ở bên Việt Nam giống không? Chắc có lẽ tại thời tiết.
Thời tiết hả? Hơi khát khát phải không? Mát hơn. Dạ, vô xe đi. Đây nè. Tìm đẹp hết lịch tư. Dạ ăn no rồi, giờ vô phụ đóng cái nhà chứ. Phải không? Ăn no rồi, sáng giờ chở đi mua con là ngon lành quá rồi. Dạ. Phải phụ làm việc chứ. Phụ là chơi. Thế 2-3 giờ rồi mà ngủ nữa thôi à. Lớp ôn. Giờ thấy cái sườn nhà sao được không? Không quay qua cái ông chủ, cái nhà. Nó không được, con bắt hai ngày tháo ra tiếp. Nói bây giờ nha. Đừng nói rồi thế. Rồi cất nói rồi. Giờ cái nhà này là xây theo cái là US construction code. Vậy hả? Đó. Em thấy mấy cái cây này không? Đó, tức là mấy cái cây này là cái khung này nó perpendicular, nó perfectly perpendicular. À, vuông góc. Ở đây coi coi. Nói coi chỗ nào sai không? Chỉ sửa chứ trời. Gì dạ. Nha, thấy được không anh? Cái này ở được đủ chưa? Để. Hả? Đủ rồi ha. Bây giờ bữa nay giờ anh phụ em dọn cái chỗ này cho chống đỡ gác rồi anh. Kìa ba cái giấy gì kìa tùm lum hết, sao đem giấy vô chi vậy? Đốt cho ẩm. Hả? Đem. Dạ, đốt cho ẩm. Đốt hả? Đốt lỡ ăn cháy rồi sao? Chạy thì chạy thôi. Không. Nè ha, đốt lỡ cháy sao anh? Cháy là bỏ của lấy người. Tội ảnh không? Lâu quá trời rồi anh không ăn canh chua. Người miền Tây á là thích ăn canh chua tôm, không thôi canh chua cá rồi lắm. Mà ở dưới đây lâu quá rồi anh không có ăn canh chua. Đi chợ mua đồ về nấu canh chua kìa. Rồi mua cái cây anh mua cái cây cải đó anh làm kim chi. Vậy thôi hồi nãy đi mua cho ổng hộp kim chi chứ ngồi trời. Thấy cái mồi là cái cải đó thì tươi đó, nhưng mà cái kim chi mà hơi bị khô. Nè, nè, hỏi anh nè, anh mua cây cải đó anh làm kim chi anh làm sao? Nó công thôi mà nhớ. Nó coi trụng nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi sao nữa? Mày làm gì? Muối từ bột ngọt. Uh-huh. Mè, dưa hành. Uh-huh. Dưa gừng. Uh-huh. Xong rồi. Để bỏ vô hũ. Bỏ hũ, phải không? Dạ, bỏ hũ. Nè, em nói anh nghe nè. Gom ba cái này đem ra ngoài dục bớt đi chứ đốt cái gì mà đốt dữ vậy? Tôi nè, anh làm gì bề bộn quá trời, anh cho gọn gàng giùm cái anh ơi. Thật sự luôn á. Vô đó, bữa hổm em quên. Nói nãy giờ không có nhà nó làm cái màn đó, không ơi. Cảm ơn em gái nha, ly nước mía này vừa lạnh. Nãy giờ đó, đâu có nhà đâu. Thơm mà uống đã luôn. Cái gì hả? Ừ. Thiệt không đó? Thiệt má. Alex. Dạ. Rồi đứng kiếm đàng hoàng chứ, nãy giờ đâu có nhà đâu, Hùng có nhà mà. Vậy hả? Ông, nhiều bài dữ vậy anh.
là mua bản quyền luôn phải không? Không quay trở lại. Quá trời đi. Ủa, ăn kia đâu rồi? Nghỉ chưa? Ông kia đi đâu? Nó ẩm ẩm ỉ ỉ hôi. Cái này mà hủi bệnh chết luôn á. Hả? Nè, giật dây lại đi, giật dây lại. Dây lại cho kính thôi. Nhớ mới này, cho cái kiếp nổi. Anh tu mấy kiếp? Nói anh nó lách tu 7-8 kiếp đi, có 1 căn này để ở. Anh lách ai cũng nói anh là giàu có tiền hết mà tại sao anh ở đây anh thê thảm khổ sở dữ vậy? Hả? Rồi có nhiều người ở trên cộng đồng mạng em thấy nghe nói anh lấy tiền ở trên cộng đồng mạng nhiều lắm. Có lấy không? Hả? Có lấy không? Nói cho cộng đồng mạng nghe đi. Để người này người kia thắc mắc. Có không anh? Chắc lấy tiền xài hết. Có lấy tiền xài không? Có lấy tiền của ai không? Để em thấy em coi mấy cái tin nhắn em nhắn em nói lại anh nghe thôi. Em không biết anh có lấy tiền của ai không nữa. Thật sự lấy không lấy tiền của cộng đồng mạng hay không mà Phượng đi đến đây là Phượng thấy anh thê thảm. Ăn cũng có ăn nè. Quần áo thì bận dơ hầy à. Rồi vòng vòng thì dơ thôi gình luôn. Phượng thấy ở đây thì Phượng dọn dẹp. Còn khi nào mà ảnh thích về nhà ảnh được á, là cái điều đó điều may mắn, Phượng rất là vui mừng. Tại vì nếu mà ảnh đi về thì cái dưới đây cũng có nhiều người, người ta homeless thì nhường lại cái chỗ đó cho người khác. Cũng giống như anh Nguyên anh nói, ồ mỗi mốt anh là cái người mà hết làm homeless rồi á, thì anh nhường lại cho người khác. Phải không anh Alex? Chứ không phải là Phượng đóng cái này kiên cố để cho mình anh Alex, mà là Phượng làm như vậy để cho ảnh tạm thời anh ở đỡ ở đây. Mà nếu mà cộng đồng mạng mạnh thường quân ha, ai đó có mà cái sức thuyết phục để cho ảnh đi về nhà được là cái niềm vui à, Phượng cũng mong mỏi. Chứ còn bây giờ hôm chơi trước đó, Phượng nghe nói là qua Tết đó là có một cái anh đó ảnh chết vì lạnh, lạnh quá thì ảnh ở dưới đây đó, ảnh chết 2 ngày luôn, cảnh sát mới phát hiện. Thì Phượng cũng không có muốn cái trường hợp này xảy ra nữa. Thấy cái người dưới đây mà sống vòng vòng đây, Phượng cắt cho ai được một cái chòi, một cái liều là Phượng thấy mừng. Đâu có muốn là ảnh ở dưới đây mà lạnh lẽo như vậy. Trời ơi, chiều sụp trời sụp xuống là nó lạnh gung tay luôn. Phượng phải tranh thủ Phượng về đó. Phượng nói vậy là quý bà con cô bác biết. Còn quý bà con cô bác là mỗi người có cách sống suy nghĩ tùy. Phượng là Phượng cảm thấy ảnh ở dưới đây rất là lạnh và không có tiền, rồi không có cái gì, không có điều kiện, thấy tội nghiệp. Còn khi nào về được là về, thấy không? Rồi khi nào về mà nói thiệt nè, hỏi thiệt nè, nhà nó đâu? Bữa nào dắt em lại nhà coi. Ở đâu ở đây chú thân được mà thoải mái mà. Anh ở đây chú thân anh thoải mái hơn hả? Ở đây chiều lạnh dữ lắm, xuống đây mà ngày nào cũng cho ăn cái gì được là anh mừng mừng chết luôn à. Không có cái ly uống nước mà cũng không có nữa, nó nói thiệt luôn á, cái ly uống nước còn không có nữa. Bữa ảnh lấy một cái lon hộp á, ảnh nấu lên trà ảnh uống rồi ảnh gót ở trong đó anh uống. Anh lách này nói chung là ảnh cũng như cái đồ ảnh không, bây giờ không có sắc sảo nữa rồi, ảnh phải ở dưới đây cũng thấy tội nghiệp lắm. Mong quý bà con cô bác coi thông cảm cho ảnh đi. Phượng xuống đây Phượng cũng chủ yếu là Phượng giúp cho ảnh thôi, cũng gì thấy ảnh dơ như vậy, gác gến hôi vi trùng không à. Đó Phượng đi Phượng giúp ở đây rồi Phượng từ từ Phượng cũng đi tới người khác vòng vòng đây Phượng giúp người một chút, chứ giúp một lần hết á thì cũng không có giúp hết. Tại vì dài dài đây mấy căn á, anh Nguyên với anh Chính là Phượng giúp rồi, tự nhiên rồi tới anh Alex này mình không giúp, mình thấy cũng tội ảnh, phải không? Phượng không cần biết là ảnh có gia đình, nhà cửa ảnh ở đây như thế nào, nhưng mà đại khái là Phượng thấy ảnh nằm lạnh lẽo là Phượng cảm thấy như vậy, Phượng thấy tội nghiệp thì Phượng giúp thôi. Phải không
anh. Anh lẻo không? Lẻo. Mà em giúp anh có cảm thấy vui không? À, vui. Nè, ngước mặt lên đây nhìn nữa. Vui. Em giúp anh thấy vui phải không? Thấy. Đó, vui là được rồi chứ giúp mà không vui là không giúp em đi về rồi nha. Sao tao bởi vậy? Sợ anh lạnh rồi giúp đỡ anh cho anh ở, còn khi nào mà anh cảm thấy anh vui hơn nữa anh đi về nhà anh nhượng này lại cho người khác nha. Hiểu không? Hiểu. Đó. Hôm bữa bỏ mày mày đóng gác giờ môi vô tiếp nữa. Hả? Đó đâu nhớ nè. Không nhớ. Ai đi ra đóng gác môi lại. Không biết rồi. Hả? Công tình đem ra đóng gác giật hết trơn rồi vô môi lại tiếp. Hả? Hả? Bây giờ cái nào anh cần giặt giặt lại? Cái nào? Cái nào anh cảm thấy nó hôi rồi, nhưng mà cái nào anh muốn đi giặt lại? Cái này thì gắt rồi đâu có xài được đâu. Cái này giục đi, không có giặt. Nói chung không có cái nào giặt hết trơn á. Mày nhìn nó dơ vậy mà giặt cái gì nữa mà giặt. Trời ơi, bữa em giục hết trơn rồi còn đi ra cũng gắt môi rồi nữa. Dạo này giặt là hư máy. Anh mà giặt em nói thiệt với anh, cái máy nó đóng đất tội nghiệp cái máy anh. Để. Hả? Cái gì nữa? Xài không nổi luôn. Có không? À, được rồi. Kêu tài xế chưa? Kêu rồi, ông kêu bỏ vào gác đi, tôi không trả. Thực sự là em đi xuống dưới đây á anh Alex. Em cũng mong được gặp gia đình của anh lắm, để em cũng như tâm sự em trò chuyện á, để em thấy nói chuyện về em cái cuộc sống mà em đi xuống đây em thấy anh hàng ngày nè. Em á thì em biết là em tiếp cận homeless cũng 8-9 tháng nay rồi. Cho nên em hiểu được, và em cũng muốn gặp người nhà, người trong gia đình của anh để em nói chuyện cái cảnh cái cuộc sống của anh ở đây như thế nào. Ngày nào em gặp cái ăn uống của anh, rồi cái nghỉ ngủ rồi của anh rồi như thế nào. Bây giờ dọn dẹp. Tài xế tới. Nhờ anh đó, chở giùm em mấy bao này đem ra ngoài đầu đường thả cho công ty hút rác người ta hút giùm đi. Đầu đường chỗ nào? Ngay chỗ cái cổng vào đó. Ra ngoài chỗ này đó hả? Tuốt ngoài á. Tuốt ngoài nhà tắm đó. Chiều nay có rồi. Chiều nay có rồi mà. Chiều nay được không trời? Được. Ô lốt thôi. Ba cái này nó dục đi hết rồi, tự nhiên mình đi gom cho lợi vậy. Đi được thôi. Đồ quý không chổng em nói ra anh biết. Quý quá ẻ chứ. Hả? Đừng để tôi sắp. Tôi bỏ lấy đồ nào chứ. Đồ quý không á, em nói cho anh biết. Vâng, để nó bỏ thẳng tôi. Sao? Dạ, anh tỉnh không? Tỉnh như rùi. Dạ hả? Tỉnh mà như rùi á. Tỉnh queo gì nữa không? Ừ. Nhìn mặt tôi, mặt nó nào tỉnh hơn? Vậy anh với anh Alex ai tỉnh hơn? Bà hỏi tôi. Anh tự nói thôi. Buộc tôi rồi. Anh Alex, anh chính anh nói anh chính anh tỉnh hơn anh kìa anh Alex. Không phiền.
thấy nó bầm gác mà mặt nó khùng rõ ràng không? Mặt nó khùng kìa. Đó, mặt nó nổi khùng lên luôn á. Thế hả? Ừ. Mặt không có nổi. Ảnh cái điểm nào mà anh nói anh hết anh khùng? Trên mặt nó kìa. Sao? Mặt nó nổi lên mặt á. Cái mặt đâu có gì đâu. Nổi nữa mặt cãi hoài à. Đâu chỗ nào đâu chỉ là. Người ta khùng có nổi nó cái mặt hết trơn à. Ủa gì hả? Ừ. Không dám đâu. Vô không có khùng, nằm bỏ nó chơi thôi khùng gì. Khùng gì ai tính. Tôi khùng lắm á không? Hước trong đó hai người tôi khùng lắm á, tôi mới làm việc này đó. Trời ơi, khùng mới làm hả? À, khùng đâu làm được. Khùng mới làm. Khùng có nhà thì bệnh, có nhà làm không được. Tỉnh đâu có làm đâu. Cái này khùng lỗi lỗi. Tỉnh ta làm kỹ sư khùng, bác sĩ. Khùng này lỗi cấp trên. Hả? Khùng cấp trên á. Khùng khùng ngồi văn phòng chứ không phải là khùng. Thì nó lỗi hai lỗi nha, lỗi khôn với lỗi ngu. Thấy không? Một lỗi khùng giả bộ với lỗi giả khùng nữa. Đó, thứ đó đó. Còn anh có giả khùng không? Tôi không có giả khùng, tôi tính thiệt không. Thấy được con nó dốc không? Nó dốc, nó thiệt không không? Thiệt không, nó chơi không có được. Mình nói chuyện á, mình ta. Mày làm gì? Anh nghĩ sao mà anh đi qua anh mượn tiền anh ăn lách? Mấy mà mượn đấy. Hả? Mấy mượn. Vậy chứ sao? Nó mượn tôi mượn nó lại. Ồ, coi như là anh ăn lách thiếu tiền anh hả? Không có thể thiếu, mượn thôi. Mà mày mượn lại không có thôi. Ý là con. Em gom một đống đó, cái tối cái lọng gom chứ vô. Bây giờ em phải em kéo đi luôn. Đừng đéo nữa. Đứng xong. Bơ tay đi anh vịn thôi mà. Nè. Để tay dơ hết trơn. Ủa tính lấy cái gác này bỏ dưới đây mà thấy nó tầm quàm á. Rồi bỏ đây rồi tối anh ra anh hốt anh gom cho vô à. Thì không. Mà các bạn thấy là giống như bà con cô bác thấy gác mà Phương đem ra ngoài này, Phương dục ở ngoài cái đống gác rồi. Mà anh Alex á, anh còn đi ra ngoài đóng gác, ảnh gom chở vô, có nghĩa là ảnh bây giờ là ảnh cái cảm giác Phương thấy là ảnh giống như ảnh rất là đáng thương. Ảnh không có nhận thức được là cái dơ cái sạch, cho nên ảnh mới làm như vậy. Rồi Phương mong là tất cả quý bà con cô bác coi hiểu và thông cảm là tại sao cái lý do Phương cất một cái phòng để cho anh Alex anh ở. Ảnh không có nhận thức được cái dơ cái sạch cho nên ảnh mới làm như vậy. Mà Phượng thấy là ở trên mạng là nói ảnh là có nhà là tại ảnh không có chịu ở nhà, ảnh mới ở đây. Và ở đây á, khi nào ảnh về nhà được là cái điều đó Phượng mừng. Nhưng mà nếu mà ảnh không có nhà, không có về được á, thì ảnh ở đây ảnh cũng không có bị lạnh lẽo đó. Ảnh Phượng sợ cái nạn là ảnh lạnh quá, ảnh chịu không nổi, ảnh hưởng tới cái sức khỏe đó. Cho nên Phượng quyết định là Phượng anh chị Đông Tiên có gửi gắm tiền cho Phượng để tài trợ cho Phượng để Phượng làm cái việc này. Phượng mong cộng đồng mạng coi hiểu và thông cảm cho anh Alex. Phượng Cali nhập lời ông Nguyễn. Phượng Cali ơi, Phượng Cali, ngày ngày em.
Yeah.